Suốt ngày được bóc tem này. Đây. Lấy hộ hai bạn lên đây. Đây các bạn đến nhà lấy hộ. Bốn mét rưỡi đánh lăng xê được câu lục được. Mày bóc luôn cái ly lông dán này ra để làm gì này, dán để cho nó mới thôi mà. Lê Anh Tú, Lê Anh Tí. Ngày được bóc tem. Ok. Đẹp, ngon. Anh lăng xê được, đánh lục được, rẻ bền làm gì, phải cần mấy triệu làm cái gì. Tôi rất khoái đánh lục bằng cái này, nó không quá nặng mà nó nói chung là đầm tay câu được.